Xin chào quý vị và các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách lắp thẻ nhớ cho chiếc camera iMau A22 hay A42 hoặc là những chiếc camera robot của iMau quý nhé. Và hiện tại mình đang hướng dẫn quý vị các bạn trên chiếc camera A22 và A42 quý nhé. Và trước tiên thì chúng ta hãy rút điện của chiếc camera ra thì chúng ta hãy mới được cắm thẻ nhớ, và chúng ta gạt mắt chiếc camera lên. Và đây là khu vực lắp thẻ nhớ, đây là cái hình ảnh quý nhé. Và các bạn phần khuyết thì khuyết sang bên tay phải và phần đồng ở phía dưới của chiếc camera, và chúng ta đưa cái thẻ nhớ vào và chúng ta lấy ngón tay móng tay chúng ta ấn vào một cái thì nó sẽ nuốt vào bên trong thì chiếc thẻ nhớ mới được quý nhá. Các bạn, đây là chiếc thẻ nhớ là chúng ta chưa ấn này, chúng ta ấn vào một cái nó nuốt vào trong. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thế này mới là thành công việc lắp thẻ nhớ quý nhá. Và các bạn muốn tháo ra thì các bạn chỉ ấn lại một cái nữa thì là chiếc thẻ nhớ nó sẽ bắn ra ngoài và các bạn sẽ rút được cái thẻ nhớ ra ngoài. Và mình đã hướng dẫn quý vị các bạn cách lắp thẻ nhớ của chiếc camera A22 hoặc là A42 của camera iMau quý nhé. Và xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, và các bạn khi các bạn lắp xong thẻ nhớ chúng ta cắm điện và khởi động và chúng ta cài đặt và format cái thẻ nhớ quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo. Các bạn thấy video hay thì các bạn bấm like và chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để và bấm nút chuông để nhận được những video bổ ích hơn quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.